Đồ cầu Quang Thanh xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 29 tháng 9. Em xin gửi đến mọi người một số con máy câu và cần câu bãi nhật. Máy câu thì có máy ngang, máy đứng. Và cần thì có cần carbon và cần fib ạ. Cần carbon thì có cần dây trong, súp ISO. Fib thì có cần súp mini 3 khúc, cần lưỡi khoen. Mọi người mua hàng gọi điện hoặc là nhắn Zalo cho em số 0778873789. Mọi người mua hàng của bên em là sẽ được kiểm tra rồi thanh toán và bên em có ship toàn quốc. Đầu tiên sẽ giới thiệu máy số 1 là một con máy Zero Mini. Con này là size mini mọi người, dưới 1000 ha. Modeno ZM600R. Con này là của Trung Quốc sản xuất mọi người. Trên thân máy không có dập nước ha. Nhưng mà cái này, dòng này là của Trung Quốc. Cối là cối kim loại, hoạt động thì rất là mượt ha. Tay quay thì rất là modern. Máy thì hoạt động rất mượt. Xài được hai tay, mô bin sống. Dòng Frost mọi người, của hãng Frost ha. Cước số 2 là 100m, 2.5 là 80m. Ngoại hình thì cũng còn đẹp, ngay mấy cái chỗ sơn mạ này thì nó có tróc cái phần sơn. Ratio là 5.2.1. Rồi cái này, máy này là máy số 1, nặng 190g, giá 200.000 free ship ha mọi người. Số 2 là một con Shimano Abesto 2000. Con này là cối nhựa mọi người. Cối nhựa ha. Cước số 3 là vào 100m, cước số 4 là vào 70m. Máy này size của nó là size 2000. Dòng này được sản xuất tại Malaysia. Máy này thì còn rất là êm mượt. Ngay phần tay quay này thì có hơi cũ theo thời gian ha. Máy hoạt động rất mượt. Xài được hai tay. Mô bin sống nha mọi người. Cái dòng này là mô bin sống hết ha. Ngoại hình thì nhìn chung là còn đẹp, trầy xước chỉ vài chỗ nhỏ thôi. Mã 2 nặng 270g, giá 250, free ship ha. Tiếp theo mã 3 là một con máy Shimano Holiday Spin 6000. Máy này size thực là 6000. Dây số 4 là 250m, số 5 là 200m, số 6 là 150. Và con máy này được sản xuất tại Nhật ha mọi người. Ngoại hình con này là cũng còn đẹp. Đẹp, hoạt động thì mượt ha. Dòng này đánh lục là được. Mô bin sống, mình xài được hai tay luôn. Trong máy này thì nó có cái dây cước ha. Và con máy này là máy số 3, nặng 480g, giá 550.000 nha mọi người. 550.000, size 6000. Mã số 3, toàn thân nó là nhựa. Tiếp theo số 4 ạ. Số 4 là một con máy biển ha, máy ngang biển tay phải của hãng Shimano 2000. Toàn thân nó là carbon titanium GT. Thông số dây đây mọi người, số 5 là 240, số 6 200, số 8 140. Con này là mình xài tay phải. Hoạt động thì còn ok mọi người. Và con máy này thì nó còn cái dây BE ở trong máy, còn nguyên cái dây BE rất là nhiều á mọi người. Đó. Thì mình có thể tận dụng xài lại cái máy ha. Tận dụng xài dây lại. Dây này thì rất là bền rồi. Con máy này là của Nhật sản xuất, mã số 4. Nặng 460g, giá 250. Số 5 thì cũng là một con máy giống y chang con máy số 4 nha mọi người. Nó chỉ khác là con máy này nó cái nắp ở đây nó bị rớt rồi. Con máy kia thì còn, cái này cái nắp nhựa nó rớt thôi. Còn lại là các hoạt động chức năng cũng như là model thông số là giống nhau hết. Cũng là con Shimano Tita Toru 2000. Con máy này thì cái nó cũng còn cái dây BE rất là nhiều ha mọi người. Con máy của Nhật, toàn thân nó là carbon, có 3 bạc đạn. Mã số 5, giá là 250 luôn. Nặng 460g. Đó, hai con máy số 4 và số 5.
cặp giống nhau nha mọi người. Số 5. Tiếp theo là số 6 là một con máy lưu tay phải. Con máy này là dòng Daiwa T4. Còn hoạt động tốt. Còn cái dây trên máy ha mọi người. Hoạt động bình thường, tất cả các chức năng đều hoạt động tốt. Con máy này là của Thái. Nó có hơi bị xước sơn mọi người, có cũ theo thời gian ha. Con máy này là xài tay phải nha mọi người. Con máy này là xài tay phải của Thái Lan, mã số 6, nặng 250g, giá là 200.000 phi ship ha, mấy ngàn. Số 7 là một cặp máy. Cặp này thì mọi người có thể lưu cũng được, câu bè cũng được, nó nhỏ thôi. So với con máy này thì nó bằng khoảng hơn một nửa một xíu à, nó nhỏ thôi. Rồi con máy này là con máy của hãng VOB Reno. Cái nút đây là cái nút gì em không rõ mọi người, cái chỉnh ở đây là nó bị lỏng, bị hở hỏng ha, còn lại là còn hoạt động bình thường, buôn rồi cũng còn hoạt động tốt nha mọi người. Trong máy này thì nó cũng còn cái dây PE. Máy này là máy Nhật, nặng là 180g. Và con máy này là con Ryobi luôn, Reno Line 4000 Special. Con này thì còn hoạt động cũng ok ha mọi người. Đây, con lăn cũng sợi tốt ha. Con này ratio nó 5.0.1, có hai bạc đạn 5.0, Made in Japan ha mọi người. Và nó nặng là 200g, mã số 7 ha. Một cặp máy như thế này, giá là 350, cặp máy Nhật. Số 7. Số 8 là một cặp máy như thế này, gồm một con máy của Hàn Quốc tay quay đôi và một con Thái Lan đây qua. Em giới thiệu con máy này trước ha. Con máy này thì xài rất là ok, êm lắm mọi người. Nhưng mà nó bị hơi bị, cái cấu nó hơi bị muối ăn xíu ha. Có thắng ABS luôn. Cái cấu nó hơi bị muối ăn mọi người. Hơi muối ăn nè. Cấu là cấu kim loại. Và dòng này thì ratio nó 5.3. Pina. Dòng Pina Kli. Dây số 3 là 120m, xe này là tầm khoảng 2.500 ha, gần 3.000 á mọi người. Ở đây nó bị trầy. Tay quay là tay quay đôi của Hàn Quốc sản xuất của Hàn ha. Hoạt động thì rất mượt, con lăn thì cũng còn sáng đẹp, chỉ có cái cối là hơi bị muối ăn thôi. Vì mình chà nhẹ đi rồi quấn dây vào xài ok nha mọi người, không có gì hết. Con máy này nặng 280g. Và một con máy Thái là con Daiwa ST700B. Con này là size, để em coi size mấy ngàn đây. Cước số 3 là vào 100m. Con này size là 2000 mọi người, size 2000 ha. Ngoại hình thì cũng có hơi trầy xước. Mình xài được hai tay. Hoạt động cũng còn bình thường mọi người, còn tốt ha. Size nó hơi nhỏ thôi, size 2000 lưu rồi ok. Con máy này thì cân nặng của nó là 200g. Và một cặp máy như thế này, giá là 350. Cặp máy số 8. Tiếp theo là máy số 9. Là một con máy 4000. Con này là của dòng gì đây? Ryobi Carbon Spec 2 4000. Con này thì cối của nó là cối carbon. Ratio là 3.9.1. Hoạt động còn tốt. Size con này, để em coi size to mọi người, tầm 6-7 ngàn. Hoạt động còn tốt ha mọi người, toàn thân nó là carbon ha. Và tay quay nó thì mình xài được hai tay luôn. Con máy của Nhật. Con máy Nhật ha. Còn cái dây cước trong máy. Con này thì cước số 7 là vào 200. Dây số 6 là 240, dây số 5 là 300. Số 7 200, con này size chắc 6-7 ngàn mọi người, size to ha. Mua pin sóng tay quay đổi luôn. Con máy Ryobi. Rồi con máy này thì nặng là 660g, mã số 9, giá 500.000 phi ship.
Tiếp theo là máy số 10. Là một con máy toàn thân nó là kim loại, còn rất đẹp. Con này thì nó là của Trung Quốc sản xuất ha. Đó. Có 3 bạc đạn. Neptune NT6000. Con này size thực là 6000 luôn. Cước số 6 và 150m. Cấu kim loại nha mọi người. Con máy này là của Trung Quốc ha. Trên máy nó không có để nước. Còn rất đẹp mọi người. Con máy của Quỳ thì rất là đẹp ha. Tay quay là mình xài hai tay. Mô bin là mô bin sống luôn. Hình như có thắng ABS. Còn cái dây ở trong máy luôn mọi người. Dây cũng rất là nhiều ha. Con máy rất là đẹp ha. Mã 11 nặng là 530g, giá 350. Mã 11. Tay cầm của nó là bằng nút gỗ như thế này, bằng tay quay. Mã 11. Tiếp theo sẽ là một số cây cần carbon. Mã 12 là một cây cần dây trong. Dây trong dòng rút của thương hiệu Daiwa, Made in Taiwan. Độ cứng của cây này là MH ha, dòng lưu. Cây này dây trong mình lưu nè mọi người. Lưu là 10-50g. Lai là 10-25 lb. Con này sức tải rất là cứng luôn mọi người. Bát là bát của hãng Daiwa. Tem xuất Nhật ha. Ngọn của cần này em đo là 4.1 ly, nặng 330g. Có 4 lóng tất cả. Màu tím ha. Rồi, cái này nó còn cái nắp luôn. Còn cái nắp luôn nha mọi người. Cái nắp của Daiwa luôn nha. Mã này là mã 12, giá 550 phi ship. Tiếp theo là mã 13, sẽ là một cây cần súp CMAS Trial súp, dài 3m9, độ cứng là 25. Phôi cần còn bóng đẹp, bát Fuji F7 của hãng Tactic Enjoy. Khoen là khoen Fuji. Ngọn 2.6 ly, nặng 340g. Có 4 lóng. Khoen cái mình gặp được. Ngay cái phần chân này nó hơi rỉ xíu ha mọi người. Mã số 13, 470.000, nặng 340g. 14 là một cây ISO khoan nhỏ ha. Cây này là dài 5m4, em đo là còn 5m1, bị hụt ngọn. Tem vàng xuất Nhật của hãng Siêu Sa, khoan là khoan Fuji. Ngọn là 1.3 ly, cây này dài còn 5m1 thôi. Về mình có thể hạ cần tay ha. Hoặc là câu ISO, bị hụt ngọn. Cân nặng là 220g. Mã số 14, 330. 15 là một cây cần dây trong 3 khúc, dài 3m6 của thương hiệu là Daiwa. Daiwa. Cái phần tay cầm ở đây nó có hơi nước nhẹ một xíu ở phần đít này mọi người, có bị muối ăn ha. Bát là bát Daiwa luôn mọi người. Dài là 3m6, độ cứng 50. Dòng Daiwa Amorto Whisker Power Mat ha. Tem vàng xuất Nhật, luồng đá xứ xích. Lọt của cần này là 2.4 ly, nặng 400g, cứng là 50 nha mọi người. Dòng Daiwa Rose Carbon như thế này. Mã số 15, giá 500. Từ 16 trở đi, em sẽ giới thiệu một số cây Fit ạ. 16 là một cặp cần sức Fit, gồm một cây Olympic dài 4m2, cứng 30. Và một cây Daiwa Fit đỏ dài 4m2, độ cứng cũng tầm 25-30, đọt to. Cây Olympic này đọt 3 ly, Hàn Quốc sản xuất, bát Fuji, bát tải khoan Fuji. Rồi bu này nó hơi cũ sơ. Ngọn là 3 ly, nặng 700g. Có hơi trầy xước. Và cây này 4m2, đọt 2 ly 9, nặng 570g, hàng nội địa Nhật. Đây qua, cái bát nó còn chưa bóc cái ni lông đó mọi người, cây này còn mới đẹp. Có hơi xước ở đây một xíu ha. Đọt 2 ly 9. Cây này độ cứng cũng tầm 25-27. Phôi còn đẹp. Khoan cái mình gặp được. Nặng là 570g. Mã 16 thì cặp này có giá là 500.000 em bao ship ha. Tiếp theo là cái là 17. Đây là một cặp mini. Gồm có là hai cây đều là 1m8. Và giá của nó là 250 một cặp. Gồm một cây Smile Ship, bát vặn tay cầm bằng mút như thế này. Đọt
đọt của nó là 1 ly 8 nặng 120g, độ cứng cây này tầm 20. Có 5 lóng. Và cái này 1m8, bát là bát vặn, tay cầm bằng mút. 1m8 của China sản xuất, khoen đá sứ. Ngọn đặc 1 ly 7 nặng 120g, độ cứng cũng khoảng 20. Có 5 lóng luôn mọi người. Cặp mini chất liệu phíp, giá là 250, mã 17. 18 sẽ là một cây cần 3 khúc phíp của thương hiệu Daiwa. Tay cầm là gỗ khoen Fuji, dài 3m6, bát Fuji với bát 7 ha. Yes Sports. Khoen này là khoen Fuji, khoen cái mình gặp được, đọt 3 ly 4 nặng 620g, hàng nội địa Nhật. Mã 18. Độ cứng tầm khoảng 20-25. Mã 18 này giá là 300 ngàn. Tiếp theo là mã 19, là một cây 3 khúc 3m6 nữa mọi người. Cũng là màu xanh như thế này. Tay cầm ở đây là nó nhựa mọi người. Bát Fuji, dài 3m6. Khoen là khoen đá sứ, khoen cái không lồng sứ. Ngay cái đầu bu này thì nó có quấn thêm chỉ cho nó chắc cái đầu bu mọi người. Đọt là 2, đọt 3 ly 7 ạ. Nặng là 540g, mã 19 ạ, đọt 3 ly 7. Bu của nó là bu đá sứ như thế này, hình như bu này là bu lai ha mọi người. Còn khoen nó là khoen đỏ trắng. À, nặng 540g, mã 19, giá 270 ạ. Độ cứng cây này khoảng tầm 10, khoảng 20, 20. Mã 19, 270. 20, 20 là cây cần 3 khúc, 3m6 ha. À, tay cầm là bằng gỗ, khoen của nó là khoen đá sứ Fuji, gặp bát Fuji luôn, bát Fuji FS8 luôn. Cây này cứng cao, cây này là đọt, nó là đọt tháp đặc, đọt 4 ly 1 nặng 620g, mã 20 nha mọi người, giá là 300 ngàn ha. Độ cứng cây này là đọt to nhưng mà nó cũng cứng tầm khoảng 20-25 thôi, đọt to nhưng mà cũng không có quá cứng, mã 20 giá 300 ngàn nha mọi người, 3m6. 21 sẽ là một combo gồm 3 cây cần lưỡi khoen. Thì 3 cây này là giá là 250 ha mọi người. Thì mình có thể hạ cần tay hoặc là có khoen mình gắn vào xài. Thì gồm 2 cây 2m1 và 1 cây 3m. Cây 2m1 đây. 2m1 này là bát Fuji, xích tay cầm ở đây là bằng nhựa. Khoen là khoen đá sứ ha. Ngọn 2 ly 8 nặng 200g. Có tất cả là hai lóng mọi người, ở đây nó sơn trắng. Và cây này cũng 2m1, New Star, bát Fuji FS6, khoen là khoen nhựa luôn. Ngọn của cần này là 2 ly 6, nặng 120g. Cũng có 3 lóng, cây này nó 3 lóng ha. Và cây này là 3m, bát Fuji FS7 ha. 3m thôi, Olympic. Khoen là khoen nhựa, bể khoen. Ngọn 3 ly nặng 220g, có 3 lóng luôn. Rồi combo 3 cây này là giá là 250 ha mọi người, free ship ha, free ship toàn quốc, mã số 21. 22 là một cặp cần, cần là cần lỗi khoen luôn, gồm một cây 3m6 và một cây 4m5, dòng ISO khoen nhỏ và súp lỗi khoen. Bát Fuji FS6, cây này ISO khoen nhỏ, 5 lóng. Đọt cây này là đọt đặc, đọt tháp. Đọt nó có cái này 4m5 thì đọt là 0,8 ly nặng 220g. Có 5 lóng. Và cái này. Cái này 3m6 bát Fuji FS7. Đọt 2 ly 3. Khoen là hư hết rồi nha mọi người. Ngọn 2 ly 3 nặng 260g. Này về mình câu tay là được. Và mã số 22. Gồm một cây 4m5 và một cây là 3m6. Giá của cặp này là 250.000 free ship, mã 22. Rồi mọi người mua hàng thì nhắn Zalo hoặc là gọi điện cho em nha. Số 0778873789. Em xin chào và cảm ơn tất cả mọi người ạ.